vòng, hỏi sao nhà thiên lại khổ dữ vậy chú? Không tiền, người thân trong nhà cũng khinh mình. Tại vì khi mình chết đó, tất cả chúng ta, vợ chồng hay là con cái, hồn ai á, người đó chung giường chứ không có chung mộng. Người nào có phước giờ có trời, người nào mà không có phước á, thì mỗi người sẽ chia tay đi mỗi đường. Nhiều khi chết sẽ không có gặp nhau nữa. Còn họ thiên á, là phải thử một cái bài học cực kỳ lớp họ thiên đầu này nè, hiện giờ khi còn đang tại thế nè, thì phải chịu những cái bài học khổ để sau này những người sau á, người ta thấy hồi xưa chúa cũng vậy, cũng hết chịu khổ thì sau này mới cả cái thế giới này đạo công giáo á. Thì huống chi là các con ở thiên đang ở trong nước Việt sống chung với toàn là quỷ yêu không thì phải khổ rồi. Con nghe chăng tiếng gà gái sáng, đợi đến kỳ đáo hạn ba thu. Ba thu ghi rõ ba thu, ấy là loài quỷ đến chu hạn kỳ. Cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ, bão tố chìm xóa bỏ cọng tay. Chờ xem giận mới đang xoay, búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Khi mà cái bài này của một vị Phật viết, tại sao việc đọc bài này nhiều lần, tại bài này nó có một vị rất là cao, một vị Phật của Đức Thầy hay là Phật. Thì cái ngài cho cái bài này thì ngài nói là búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Thì quý vị nghĩ hiện bây giờ nước nào mà đang cắm cái cờ búa liềm thì mình tự biết thì nó sẽ thai đó. Búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Bây giờ nếu mà con người của mình mà tính khôn hơn Phật á, vậy thì thôi, mấy ông lên bàn thờ tôi lại hết. Thử nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian cạo trọc thầy chùa có râu. Thời mạt giận biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên. Chờ khi đã nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Chim hiền là 6 triệu đứa con mà cha thượng đế để cho ra hải ngoại khắp năm châu. Nãy giờ mình nghe điện thoại là từ Đức, New Zealand là phía miền nam của Úc nha, Đức là phía Âu Châu nha, qua tới Úc Đại Lợi nha, Mỹ nha, Việt Nam nữa nha. Quá trời luôn, đó là chim hiền. Chim hiền vỗ cánh là tìm về xuôi, chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ. Trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên, Phật bà chứng giám thiện duyên. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng. Thiên tâm nhân nhất tụng nam mô. Cho nên nãy giờ có những đứa kia on họ thiên ở phương xa đó hỏi á, thầy làm cái gì, tuổi trẻ làm cái gì, rồi ba tôi không tin, rồi xa sao lãng, rồi ngã lòng đại khái. Thì cho nên Đức Thầy mới kêu á, là chúng ta phải giữ lòng tin và mình phải đọc kinh ngồi thiền. Thì trong này á, thời xưa đạo Thiên Tâm chưa có ra đời mà ngài đã viết nguyên chữ luôn. Thiên Tâm Nhân là những đứa con họ thiên. Thiên Tâm Nhân nhất tụng nam mô, còn đâu chủ thuyết tam vô. Tức là hiện giờ Đảng Cộng sản là đi theo chủ thuyết tam vô. Thứ nhất là vô thần, tức là không có tin Phật, không tin Chúa, không tin ai hết, không tin thần thánh gì hết. Thứ hai, tam vô, vô thần, vô thần, không có gia đình nữa, vô thần, vô tổ quốc, vô anh em bà con vậy. Tao chỉ biết quyền lợi thôi, nó tóm lại vậy. Cho nên xưa trường chinh để mẹ xuống người cày cái ruộng á,
để mà cài đứt cái đầu của mẹ chơi đứng ngó rồi vỗ tay cười chơi vậy. Gọi là vô tam vô. Còn đâu chủ thuyết tam vô, tức là sau này sẽ không còn chủ thuyết tam vô nữa. Ba Thu nói tiếp: sóng to bùa chèn, đáo bồ đề dập tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tai. Chờ cơ trời có trả có vay, thiên cơ đã định khó thai khó lường. Thời cơ tới nhiễu nhương thắt nước, gán tu thân mới được chứng tri. Còn đâu những đứa vô nghi, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Ta nay ta dán lời thơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu, trời Đông pháp Phật nhiệm màu. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, vua hiền với tôi chung hợp nhất, tạo cơ đồ chung lực quốc gia. Chào hoa là đạo của ta, hoằng thai chánh pháp Phật Bà Thượng Ban, cùng các đạo thế gian thờ kính, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẻ vang tương hòa. Thuyền Bát Nhã Phật Bà ngự trước, Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm, độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời. Nay ta tạm bế cơ chờ đến, thời cơ sau đón lệnh pháp truyền. Trà hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phần. Như Đà Phật. Đó là bài thơ. Hello. Dạ con. Bác ở đâu vậy? Bác ở thành phố Maryland. À. Hôm nay sẽ đến nhắn cho chú Kiệt mà nó không vô lỗi, nó không vô được chú Kiệt. Hôm nay 408 thôi. Điện thoại này chỉ có bữa nay mở lên ngồi ngồi, ai muốn hỏi gì để giao duyên với mấy người ở trên thế giới xa. Chứ còn bình thường đâu có giờ đâu mà cầm lên á, mà mắt thấy mà ta mà chữ đọc vô rồi, vô ốc rồi là phải là nhắn tin trả lại rồi phải làm này làm kia, nó đâu có đủ giờ. Cho nên bây giờ là cứ gọi thoải mái nha quý vị. Maryland. thấy hình đó. À, bác cũng đẹp trai dữ ha. Tướng này giống tướng của Thành Cát Tư Hãn. 80 tuổi rồi. Sao mấy tuổi? 80. Trời ơi 80 con rồi mức bò tới đó không nữa. Hiện bây giờ còn đang núp lùm á. 80 là dư vốn dư lời rồi. Bây giờ nói đi, nói cái đó hoài thì nó có vô không, cũng đâu có đọc đâu. Bây giờ mình có duyên nói vậy nè. Đúng rồi, 408. 833 phải không? 5399. 833, 5399 phải không? Đúng rồi. Bấm nhớ để lỗi con vô tôi à. Vì tôi có chuyện tôi muốn trình bày chú trước rõ mà. Trước tôi có gửi chú cái vấn đề được đó, chú Ba của hộ tượng chú có nhanh nắm được không? Đừng nói gì. Chú Ba của hộ tượng. Ồ, cái đó con có rành. Con chỉ là lính của Đức Thầy. Chờ Đức Thầy kêu con đứng thì con đứng, kêu ngồi con ngồi. Rồi con của cha này cha nghe là con cũng như là đóng phim vậy đó. Tài tử đang đóng phim. Rồi mấy vị kêu đóng màn nào kêu giơ tay lên rồi mình giơ, kêu ngồi ngồi, kêu đi đi. Cho nên hiện giờ đang ở trong cái thế gọi là chờ án binh bất động. Dạ. Biết rồi chú. Rồi bây giờ những cái này đi góp nhắc chú một cái tiết nhỏ nhỏ chứ cho có gì đang ngại. Như vấn đề mà Bảo Giang tiên tử chức á, thì tôi được tin mấy tin đề nói Bảo Giang là Đức Phật A Di Đà gì đó. Cũng tên là Bảo Giang chứ không phải. Chuyện đó thì mọi người mọi ý. Thì trong tứ đại
cái đó đó thì ở ngoài những cái kinh sấm á, sau này Việt Nam mình á thay đổi hết, thay đổi theo ý họ thôi. Người ta là Bảo Sơn Thiên Tử Sức, tức là Thiên Long Sơn bởi vì trên trời nói á, hồi xưa Đức Thầy nói của Ngài nói là chặng trình là Đức Thầy, Ngài nói ta viết từ đầu là Bảo Sơn Thiên Tử Sức mà giờ nó sửa hết trơn. Bảo Sơn có nghĩa là núi Thiên Long Sơn, rồi bây giờ từ từ sửa cho đã. Ok rồi, để con bắt điện thoại đường la đường dây khác nha. Yeah. Rồi gặp bác sau nha. Quá trời gọi luôn, nhiều người gọi quá. Bảo Sơn Thiên Tử Sức, Bậc Chiến Tự Nhân Thành. Hello. Nó ở đâu vậy? Nó có lên nè. Vợ chồng con gặp được chú mừng quá. Trời quá, nó mận. Để cho mọi người thấy khóc. Thấy không? Thấy lên. Ở đó, ở đó. Thì bây giờ gặp này nè. Dạ, con vợ chồng con mừng quá chú ơi. Con ở đây gặp Cali nè chú. Bữa giờ con có về Cali thăm thiên lãnh lễ cha mẹ Thiên Long Sơn không? Dạ, con muốn đi lắm mà con chưa có đi được. Con nhập á, có 2 tuổi mấy à, nên con chưa có đi được. Thì mốc về Việt Nam luôn. Mà có đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày không? Dạ con không có được mỗi ngày. Con bận công chuyện. Rồi con gái con nó nhỏ, nó tóc la, con không ngồi được. Con yêu mến chú tới mức con để hình chú ơi, con đi ra vô ngắm chú nào. Rồi để hình mình trên này. Chú đã nói rồi, chú chỉ là truyền tin cho cha. Sau khi chú về trời á là chỉ thờ cha với thờ mẹ thôi. Bạn được mình bạn nha, tại về trời á là chú là thái tử rồi đi chơi vòng vòng với mấy cô tiên, con là tiên mà nhìn mặt là biết tiên rồi nè. Con, thấy không? Con nhớ chú, con không biết gọi chú làm sao, cái con chào con nói với chồng con. Mặt là tiên à, tiên bị đỏ. Tiên bị đỏ xuống trần. Thôi được rồi, mốt chỉ thờ cha thôi, còn để hình chú đừng để bàn thờ nghe, không có nên. Trên tường cho nó như để cho bạn bè thôi. Ừ, tại vì chú... Quá trời đẹp ha, vợ chồng hạnh phúc là quan trọng. Họ thiên chúng ta đó là lúc sống thế gian đó là phải tốt với chồng. Thí dụ như bữa nào chồng con á mà nó chán con á, con phải đi Victoria's Secret mua mấy cái đồ mà cá lư thưa đó về để cho chồng mình nó vui. Thế gian mình phải hạnh phúc, khi mình về trời á mình cũng hạnh phúc trên trời. Cái là pháp xuất thế gian chẳng không có khác nào mà cõi đời mình đang ở, chứ không phải như là mấy Phật tử gà gù gà gật là cắt ái ly thân là không có đúng. Cha mẹ muốn mình sống ở trần đó là phải có nguồn sống hạnh phúc gia đình, phải chung thủy với chồng, nấu cơm cũng phải nấu cho ngon, làm vợ cũng làm vợ cho giỏi nữa, thì là mới đúng là con của ông trời. Chứ không có phải như mình chỉ biết tu không để mình bỏ quên chồng là không có đúng. Mình như đi xe đạp vậy, nó phải cân bằng hai bên, nửa đời nửa đạo, thì là con của cha của mẹ là vậy đó. Mà con là người đọc dị tập, từ khi mà chú xuất hiện trên mạng
Tại vì họ không có đủ duyên, để từ từ thì họ sẽ hiểu. Thôi nha con, cứ hôm nào mình nói chuyện nữa nha, gia đình hạnh phúc nha. Rồi gửi lời thăm chồng nha. Rồi bye bye. Thật sự trên những đứa con họ Thiên trên Việt Nam mấy chục triệu người hay trên thế giới chỉ hướng về Đông Bắc thì đã có họ Thiên, con tên gì vậy? Thiên Thị Thanh Tuyền thì là cũng đã là đệ tử rồi. Còn hôm nay nói chuyện đó là con nhận được điển từ trong âm thanh của chú thẳng luôn. Bây giờ chú vẽ trên trán con nè. Rồi vẽ nè. Vẽ vẽ trên trán. Rồi. Rồi. Rồi con nữa, vẽ luôn, vẽ con nhóc này luôn. Rồi. Hay quá ta. Này. Rồi, chào con nghe, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Rồi. Rồi, cảm ơn con. Rồi. Rồi, chào, chào. Chào. Rồi, bye bye.